Blockchain là một từ khóa hot hòn hot trong khoảng thời gian trở lại đây. Một phần là vì blockchain là công nghệ đứng sau các đồng tiền điện tử. Khi người ta đổ xô đi tham gia thị trường cryptocurrency, một số người bắt đầu muốn tìm hiểu sâu hơn về công nghệ đứng sau những đồng coin ấy, và thế là họ tìm thấy blockchain. Một lý do khác, blockchain cần thời gian để khẳng định được mình. Vào năm 2021, có vẻ như đó là năm mà blockchain đã đạt độ chín. Vào năm 2014, chỉ có duy nhất PayPal và Walt Disney sử dụng công nghệ này. Thì cho đến cuối năm 2021, 81 trong số 100 công ty tính theo độ lớn và vốn hóa thị trường đã tham gia vào cuộc đua công nghệ blockchain. Microsoft, PayPal, Amazon, Alibaba, Tencent, Samsung, JP Morgan, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đều đang rất tích cực tiếp tục phát triển công nghệ blockchain. Mình là một đứa vô cùng hứng thú với loại công nghệ mới này. Mình cũng có một niềm tin mạnh mẽ rằng, sớm thôi, tương lai của thế giới sẽ xoay quanh công nghệ blockchain. Do đó hôm nay, mình muốn mang đến cho mọi người một bài viết tổng quát về blockchain, thứ công nghệ của tương lai này. Bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Trường Sơn. Và mời các bạn lắng nghe với giọng đọc của Pink Dot. Thế blockchain là gì? Đầu tiên, mình cần làm rõ một sự nhầm lẫn rằng blockchain không phải là Bitcoin. Bitcoin hay các đồng tiền crypto chỉ là một ứng dụng rất nhỏ của blockchain cùng với các công nghệ khác. Quay trở lại phần định nghĩa, hiểu đơn giản, blockchain là một dạng cơ sở dữ liệu, cách lưu trữ các hồ sơ giá trị và giao dịch. Chỉ vậy thôi, đây chính là bản chất của thứ công nghệ lớn lao này. Song vài dòng định nghĩa ấy không thể nào diễn tả được hết đặc tính thực sự của blockchain nằm trong cái cách lưu trữ các hồ sơ giá trị và giao dịch. Bạn nghĩ sao nếu mình nói rằng hầu hết những thứ bạn làm chỉ đang dựa vào niềm tin? Hãy thử nghĩ xem, khi mọi người gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng với mong muốn nhận được một khoản lãi suất, chẳng phải họ đang đưa tiền cho một bên tổ chức với niềm tin rằng mình sẽ nhận lại được một khoản lợi nhuận và số tiền ấy sẽ an toàn vì chính phủ sẽ đảm bảo cho các khoản ký gửi? Hay giả sử bạn là một người bán hàng online, khi khách hàng mua hàng và chuyển tiền cho bạn, phải chăng bạn đang tin rằng các công ty tín dụng sẽ chuyển chính xác số tiền hàng đến tài khoản ngân hàng của bạn? Đó chính là niềm tin vô hình trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta không có lòng tin thì sao? Hãy xem một ví dụ. Bạn cầm một tờ giấy với nội dung "Tôi nợ bạn 100.000" kèm theo chữ ký của bạn để ra chợ mua đồ. Kết cục có lẽ là bạn sẽ chẳng mua được gì mà còn được tặng thêm vài cục u ở trên đầu. Với tờ giấy đó, chắc chắn chúng ta sẽ chẳng mua được gì. Nhưng đó lại là bản chất của những tờ tiền mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày. Tờ 100.000 Việt Nam đồng giống như một loại giấy "Tôi nợ bạn 100.000" và được xác nhận bởi chính phủ. Bởi mọi người đều đặt niềm tin vào chính phủ nên tờ giấy đó bỗng dưng có giá trị. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu niềm tin vào chính phủ, ngân hàng, tổ chức tiền tệ bị đánh mất? Một số ví dụ thực tế như sau. Có khoảng 98 doanh nghiệp và 1.158 cá nhân người Nga bị các quốc gia EU đóng băng khối tài sản lên tới 13,8 tỷ USD. Đáng nói, nước được coi là trung lập nhất như Thụy Sĩ cũng tham gia vào lệnh trừng phạt này. Hay tại Trung Quốc, vài ngày vừa qua đã xuất hiện những đoạn video cho thấy cảnh người dân đang tụ tập trước một ngân hàng vì số tiền họ gửi vào đã không thể rút ra được nữa. Lựa chọn nào cho chúng ta nếu lòng tin vào các ngân hàng và chính phủ đã bị đánh mất? Đáp án được tìm thấy bởi công nghệ blockchain. Blockchain, lời giải của bài toán niềm tin. Có hàng tỷ người trên thế giới đang phải sống trong các quốc gia do chính phủ được chế độ quân sự độc tài điều hành, nơi mà người ta có thể bị bắt chỉ vì một giao dịch ngân hàng khả nghi, hay số tiền tích cóp bao nhiêu năm có thể bốc hơi khi người ta gửi vào ngân hàng. Ở những nơi này, niềm tin giống như một món đồ xa xỉ, làm cho các giao dịch trở nên rủi ro và vô cùng khó khăn. Blockchain được sinh ra để giải quyết khó khăn đấy. Với một nền cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên công nghệ blockchain, sự xuất hiện của các bên thứ ba, tổ chức trung gian sẽ hoàn toàn bị loại bỏ. Mọi người dùng đều có quyền quan sát và kiểm nhận giao dịch, giúp đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy. Niềm tin là giá trị cốt lõi của blockchain. Nhưng đây không phải là niềm tin vào các tổ chức, mà là niềm tin được xây dựng bởi sự minh bạch giữa các cá nhân với nhau. Cách mà blockchain hoạt động. Để mình nhắc lại một số thông tin quan trọng từ phần trước, blockchain là một công nghệ cho phép chúng ta tạo ra một cơ sở dữ liệu phi tập trung, bỏ qua hình thức lưu trữ ở bên trung gian để công khai với toàn bộ người dùng. Sự minh bạch đã tạo nên yếu tố cốt lõi của blockchain, đó là niềm tin. Cấu trúc của một blockchain. Về cơ bản, cấu trúc của blockchain có thể được miêu tả như đúng tên gọi, bao gồm các khối block được liên kết với nhau thành một chuỗi. Các khối này chứa đầy dữ liệu và được liên kết với nhau. Một khi khối được lấp đầy dữ liệu, một khối khác sẽ được tạo thành và liên kết đến khối trước đó. Có một lưu ý rằng
những người tạo ra một blockchain có thể lựa chọn kích thước cho mỗi khối block cho một khối của họ. Lựa chọn ấy sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố sau này như thời gian xác nhận, yêu cầu cấu hình cho các điểm node hay là chi phí giao dịch. Tính bất biến của blockchain. Vì các khối dữ liệu trong một chuỗi đều được liên kết với nhau, nên nếu một kẻ gian muốn can thiệp và sửa đổi một giao dịch, điều đó đồng nghĩa với việc anh ta phải sửa đổi toàn bộ các khối trước và sau. Cho nên, dữ liệu trong một blockchain có thể xem là bất biến. Lý thuyết đúng là như thế, nhưng vẫn có cách để các dự án blockchain đều có thể lách luật. Đồng ý rằng dữ liệu trong một blockchain là không thể thay thế, nhưng họ có thể tạo ra một lệnh mới để đè lên lệnh cũ. Dưới đây là một trường hợp thực tế mà mình đã từng chứng kiến. Một dự án crypto công bố allocation. Điều lưu ý ở đây là đội ngũ phát triển sẽ nắm giữ 5% token, khóa trong vòng 2 năm. Để tăng độ uy tín, dự án công khai luôn địa chỉ hợp đồng được khóa, rất đáng tin cậy phải không nào? Vì tin rằng blockchain không thể thay đổi dữ liệu, cộng thêm chút kiến thức có được, rất nhiều nhà đầu tư đã mạnh dạn xuống tay mua vào không ít token của dự án. Vào một ngày hè nóng nực, nhưng trong lòng thì chớm đông, các nhà đầu tư hoảng hốt khi nhìn quả chạt về với đất mẹ của token, chia khoảng 100 lần. Dự án thì công bố rằng ví của em đã bị hack và toàn bộ token đã bị bán ra thị trường. Nhưng người ta đã phát hiện ra một lệnh khác được viết chồng lên lệnh khóa ban đầu để mở toàn bộ token. Và thế là, thật khó để tìm ra cách phòng chống những trường hợp như trên. Cũng có thể giải thích rằng vì đây chỉ là một dự án nhỏ nên ít người để ý đến vấn đề trên. Các dự án lớn hơn, nhận được nhiều sự chú ý hơn sẽ khó mà thực hiện thủ đoạn tương tự. Mạng lưới đồng thuận. Mỗi blockchain đều có một hội đồng, gồm những người quyết định xem giao dịch này có hợp lệ hay không. Đó chính là mạng lưới đồng thuận. Những người trong mạng lưới này đều đã được tuyển chọn. Mỗi blockchain sẽ có một thuật toán đồng thuận riêng để tham gia vào quá trình đồng thuận cho cả mạng lưới ấy. Đây là điểm ưu việt hơn các mô hình cũ, bởi vì ở đó quyền quyết định bị chi phối bởi một cá nhân hay là một tổ chức nhất định. Mỗi blockchain sẽ có một ngưỡng đồng thuận khác nhau dựa trên các cơ chế đồng thuận của blockchain đó. Ví dụ, ngưỡng đồng thuận của chuỗi Bitcoin là hơn 50%. Tức là nếu 51% mạng lưới đồng thuận đồng ý, giao dịch đó sẽ được ghi nhận. Hay là với Solana, ngưỡng đồng thuận của mạng lưới này chỉ khoảng 30%. Còn với Avalanche, con số này lên tới 80%. Vậy, phải chăng một blockchain có thể bị tấn công nếu hacker chiếm được 51% mạng lưới đồng thuận? Theo lý thuyết, điều này có thể xảy ra, nhưng thực tế, điều này còn tùy thuộc vào số người có trong một mạng lưới đồng thuận. Một chuỗi blockchain có số lượng node đủ lớn sẽ đảm bảo được tính bảo mật cũng như là tính phi tập trung cần thiết. Chính xác hơn thì các node ngăn chặn hacker như thế nào? Đầu tiên rằng, vì blockchain có đặc tính phi tập trung nên bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào mạng lưới đồng thuận và sở hữu một node cho riêng mình. Tất nhiên là phải dựa theo thuật toán đồng thuận của blockchain đó. Sau đó, mỗi node đều sở hữu cho mình một bản sao dữ liệu của blockchain mẹ. Khi một khối mới được tạo thành, bản sao của khối sẽ được gửi đến các node để xác minh. Nếu khối đó hợp lệ, nó sẽ được thêm vào. Cơ chế đồng thuận là phương thức xác định một người có thể tham gia vào quá trình đồng thuận hay không. Trách nhiệm của cơ chế đồng thuận không gì hơn là bảo vệ cho chuỗi blockchain khỏi các cuộc tấn công nhắm vào mạng lưới đồng thuận. Có hai cơ chế đồng thuận phổ biến nhất hiện tại, bao gồm Proof of Work POW và Proof of Stake POS. Proof of Work được Satoshi Nakamoto nhắc tới trong white paper của Bitcoin, được xuất bản vào năm 2008. POW sử dụng một lượng lớn tài nguyên để xác thực giao dịch. Những người tham gia vào quá trình xác thực thường được biết đến với cái tên gọi là thợ đào, miners. Các thợ đào phải tranh nhau quyền xác thực được một chuỗi khối mới. Một thợ đào có công suất lớn, cấu hình khỏe, sẽ giải được các câu đố toán học phức tạp trong quá trình thêm vào chuỗi khối. Thợ đào đầu tiên giải được bài toán sẽ nhận lại được một phần thưởng, một lượng coin cộng thêm một phần phí giao dịch của blockchain. Đây là phần thưởng dành cho sự đóng góp công sức giúp mạng lưới này duy trì hoạt động. Bitcoin và Ethereum là hai chuỗi lớn vẫn đang sử dụng cơ chế đồng thuận này. Song Ethereum đã lên kế hoạch chuyển mình sang cơ chế Proof of Stake với phiên bản Ethereum 2.0. Proof of Stake xuất hiện muộn hơn là Proof of Work vào khoảng năm 2011, với kỳ vọng sẽ khắc phục được những yếu điểm của người đàn anh đi trước. POS không yêu cầu một cấu hình quá mạnh để mọi người tham gia vào quá trình xác thực, mà số lượng tài khoản được khóa sẽ là yếu tố quyết định. Cụ thể, để tham gia vào quá trình xác thực, người dùng cần khóa một lượng coin nhất định vào một hợp đồng thông minh, smart contract. Sau đó, thuật toán của POS sẽ lựa chọn ngẫu nhiên để xác thực các giao dịch. Một số cơ chế POS khác có thể lựa chọn theo số lượng coin được khóa. Cũng tương tự như người đàn anh, POS vẫn có phần thưởng dành cho những người xác thực thành công được một chuỗi khối mới. Đó là một phần phí giao dịch thu được từ khối họ vừa xác thực. Đa số các blockchain xuất hiện muộn hơn đều sử dụng cơ chế POS vì ưu điểm khả năng mở rộng, tính phi tập trung cũng như ít gây tổn hại lên môi trường. Song vẫn có ý kiến cho rằng Proof of Stake trông có vẻ khá yếu đuối về khả năng bảo mật khi đặt cạnh người anh Proof of Work.
Đọc đến đây, chắc hẳn não của bạn sẽ hơi lâng lâng vì lượng kiến thức lạ lẫm này nhỉ? Bởi vì mình cũng vậy, mỗi khi tìm hiểu sâu về công nghệ của blockchain, không khi nào là mình không lắc não. Vậy nên, phần tổng kết mình sẽ cùng mọi người lược lại bức tranh tổng quát về blockchain nhé. Đầu tiên, blockchain là một chuỗi khối các dữ liệu được liên kết với nhau thành một chuỗi. Các khối dữ liệu đều kết nối với nhau, nên việc thay đổi dữ liệu trong một khối gần như là không thể. Thứ hai, điểm ưu việt của blockchain nằm ở tính phi tập trung, loại bỏ các đơn vị trung gian, cho phép mọi người giao dịch trực tiếp với nhau. Thứ ba, khi một giao dịch được tạo mới trên blockchain, thợ đào sẽ là những người đầu tiên xử lý. Khi giao dịch thành công hay một khối mới được tạo thành, mạng lưới đồng thuận sẽ đứng ra kiểm tra khối. Nếu thành công, khối mới sẽ được thêm vào chuỗi, một bản sao khối sẽ được gửi đến mọi thành viên trong mạng lưới đồng thuận. Không biết xem xong video này, những gã khờ có hiểu được blockchain là gì hay không, nhưng mình tin là các bạn có. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot. See ya!